Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, cách đây 2 tháng, khoảng tháng 7, 2022, nhà Giorgio Armani vừa cho ra nước hoa nam Armani Code Parfum với kiểu dáng chai mới. Tôi vừa mới có sản phẩm này ngày hôm qua thôi. Đây là nước hoa mới nhất thuộc dòng Armani Code dành cho nam. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khui hộp, thử mùi nhanh Armani Code Parfum. Sau đó chúng ta quay trở lại xếp hạng các nước hoa thuộc bộ sưu tập Armani Code mà tôi hiện có. Bây giờ là tiết mục khui hộp Armani Code Parfum. Chai tôi đang có dung tích 75ml, có giá bán lẻ tại thị trường Âu Mỹ lúc mới ra mắt khoảng 110 đô la Mỹ, tức là khoảng 2 triệu rưỡi Việt Nam đồng tính theo tỷ giá hiện tại. Hộp chai rất đẹp, có nam châm rất chắc chắn, nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn thích cái chai truyền thống này hơn. Mùi fresh hơn so với bản gốc, so với cả EDP nữa. Tôi nghĩ mùi hương này rất đáng để chúng ta có một video review riêng. Ok, tôi sẽ dùng thử nước hoa này ít nhất là một tuần, sau đó chúng ta sẽ quay lại với video review Armani Code Parfum. Trước mắt các bạn là các sản phẩm Armani Code được tôi sắp xếp từ trái sang phải theo thứ tự thời gian mà các nước hoa này lần đầu được hãng ra mắt. Armani Code bản gốc EDT, chai cũ và chai mới. Code Profumo, Code A-List, Code Absolute, Absolute Gold và Code All the Parfum. Đầu tiên là bản gốc, chai cũ và chai mới. Tôi không biết họ thay đổi từ chai cũ sang chai mới chính xác từ lúc nào, nhưng mà chắc khoảng từ năm 2016-2017 gì đấy. Cách nhận diện chai. Chai cũ các bạn thấy có hai khúc, thân và nắp. Chữ Code được viết lệch sang một bên. Còn chai mới có ba khúc. Khúc ở giữa nó hơi nhám nhám và chữ Code được căng ngay ở giữa. Sản phẩm này tôi đã có video review chi tiết trước đây. Có thể nói đây là một trong những mùi hương mà cá nhân tôi thích nhất mọi thời đại. Kể cả chai cũ và chai mới, tôi đều cho điểm 10 trên 10 ở tiêu chí mùi hương. So với chai mới thì chai cũ có nhiều mùi thuốc lá hơn, có nhiều mùi hồi hơn. Còn chai mới này thì nó có nhiều mùi đậu tôn ca và cam thảo hơn, trong đó mùi đậu tôn ca chiếm chi phối. Mùi của chai mới này có vẻ như ngọt hơn một chút so với chai cũ, nhưng cũng không phải là quá ngọt. Đây là cái kiểu ngọt mà kể cả những người không thích nước hoa ngọt như tôi cũng rất thích. Tôi không biết lý do tại sao nữa. Cực kỳ mass appealing, dễ dàng được yêu thích bởi số đông. Và bây giờ tôi nói về hai sản phẩm khác cùng mang cái DNA của bản gốc, đó là Code A-List và Code All the Parfum. A-List là phiên bản giới hạn ra mắt năm 2018, có sọc đỏ ở giữa. Mùi của nước hoa này có thể nói là giống với bản gốc tới 95%, chỉ có điều là trên da của tôi thì bản này kém bền mùi hơn so với bản gốc. Bản gốc EDT này, kể cả những lô hàng được sản xuất những năm gần đây, theo tôi đánh giá thì cái performance vẫn còn rất tốt. Trên da của tôi bền mùi trên 9 tiếng. Còn bạn này khoảng 6-7 tiếng. Code All the Parfum ra mắt năm ngoái 2021. Nhưng mà tôi chỉ mới có sản phẩm này chưa lâu trước đây. Và nó đã không làm cho tôi thất vọng. Có thể nói mùi nước hoa này là 90% cái DNA lấy từ bản gốc. Cộng 5% DNA của Profumo. 5% còn lại là của riêng nó. Khi mới xịt thử nước hoa này thì cái hương đầu của nó không làm cho chúng ta liên hệ nhiều tới bản gốc. Hương đầu của nước hoa này có vẻ như nó nhiều citrus, cam chanh hơn một chút so với hương đầu của bản gốc. Nhưng giai đoạn sau mùi của nó rất giống nhau. Bản gốc A-List và phiên bản EDP này, tất cả bốn nước hoa này nó mang chung một cái DNA. Và nó tạo ra cùng cái cảm xúc khi chúng ta sử dụng.
Theo tôi đây là cái kiểu mùi mà nó tạo ra cho người dùng cái phong thái tự tin, gợi cảm và đâu đó là gợi dục. Nhưng gợi dục không phải theo kiểu dirty, dơ bẩn, cũng không phải theo kiểu lẳng lơ, mà theo cái kiểu rất là thanh lịch, lịch lãm. Đó là điều tôi thích ở các nước hoa này. Tôi cho tất cả 4 nước hoa này đều đạt 10 trên 10 ở tiêu chí mùi hương. Về performance, bản này cũng rất tốt. Bền mùi trên 9 tiếng, tỏa mùi tốt. Thông thường thì đối với một dòng nước hoa, hãng sản xuất rất ít khi họ ngưng sản xuất bản gốc, tức là cái chai đầu tiên á. Nhưng với sự yêu thích của tôi dành cho phiên bản EDT, gần đây tôi có lo sợ là một ngày nào đó họ ngưng sản xuất bản gốc. Nhưng kể từ khi tôi tìm ra được bản này, thì tôi yên tâm hơn rất là nhiều. Theo tôi đây là phiên bản thay thế xứng đáng trong trường hợp bản gốc bị ngưng sản xuất. Nếu như 4 sản phẩm này cùng mang cái DNA của bản gốc, thì 3 sản phẩm còn lại, nó giống như đi theo một nhánh khác, nó cũng có sự liên hệ với DNA bản gốc, nhưng theo tôi, nó mang một cái DNA riêng, tôi tạm gọi là DNA của Profumo. Đó là kiểu mùi ngọt với đậu tonka và vani chiếm chi phối, kiểu mùi giống như các nước hoa, mùi đồ ăn, Waman, và có một chút mùi root beer. Đó là một loại đồ uống có ga làm từ rễ cây rất thông dụng ở Mỹ. Ở Việt Nam thì có thể các bạn không quen với mùi này, nhưng nó gần gần giống với một thức uống khác rất thông dụng ở Sài Gòn trước đây, đó là nước xá xị. Xá xị Trương Dương ấy, nếu bạn nào còn nhớ. Mùi của nó vừa ngọt vừa hơi úa úa. 2-3 năm trước đây khi tôi review Profumo, tôi cho bạn này 9 điểm ở tiêu chí mùi hương. Nhưng nếu với cái gu và sở thích hiện tại thì tôi chỉ cho bạn này 7,5 điểm mùi hương. Code Absolute cũng trên cái DNA đó nhưng mà nó hơi phá cách một chút. Mùi của nước hoa này nó hơi khét khét và hơi úa úa hơn so với hai bạn này. Absolute Gold cũng DNA này nhưng mà mùi này thì nó hạ tôn xuống và nó dịu dàng hơn. Tôi nghĩ mùi này nó phù hợp với những người ít nói hơn, trầm tĩnh hơn. Hai bạn này tôi cũng cho 7,5 điểm ở tiêu chí mùi hương. Video của chúng ta hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.